Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tập trung phòng ngừa hiệu quả, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở. Công an huyện Thạch Thành đã chỉ đạo 100% cán bộ, chiến sĩ công an các xã thị trấn, giả soát, đánh giá tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Từ đó triển khai các biện pháp nghiệp vụ có trọng tâm, trọng điểm. Bước đầu đã ghi nhận một số kết quả tích cực, ghi nhận tại thị trấn Kim Tân. Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm 2024, lực lượng công an thị trấn Kim Tân huyện Thạch Thành đã phát hiện phối hợp xử lý bắt giữ 5 vụ phạm pháp hình sự với 6 đối tượng, trong đó có 2 vụ việc mua bán sử dụng, tổ chức sử dụng và vận chuyển trái phép chất ma túy, một vụ trộm cắp tài sản, một vụ gây dối trật tự công cộng. Đáng chú ý, qua nắm địa bàn và tin báo từ quần chúng, lực lượng công an thị trấn đã nhanh chóng xác minh thông tin, phối hợp với công an huyện Thạch Thành lập chuyên án bắt giữ đối tượng Trần Thị Liên, sinh năm 1979 ở thị trấn Kim Tân và Lê Thị Xuân, trú tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, mua bán trái phép súng săn, đạn trì và linh kiện súng, thu giữ hơn 36.000 viên đạn trì, một thước ngắm, hai đồng hồ đo khí và một số linh kiện súng để làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tội phạm công an thị trấn kim tân đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng thời vận động quần chúng nhân dân tích cực phối hợp tố giác và đấu tranh với tội phạm